Ngoại trưởng Kerry đến Vienna để gặp Ngoại trưởng Iran, tư tỉnh Vienna Áo Quốc. Hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đến thủ đô Vienna gặp Ngoại trưởng Javad Zarif của Iran và cao ủy ngoại giao Liên Âu Catherine Ashton để thúc đẩy Iran ký hiệp ước cuối cùng với Lục Cường. Cuộc đàm phán giữa Iran và Lục Cường gồm 5 nước hội viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đã ấn định ngày 24 tháng 11 là ngày cuối cùng phải kết thúc hiệp ước. Các nhà ngoại giao hy vọng bản hiệp ước sẽ làm chấm dứt tranh chấp kéo dài trong một thập niên. Tây phương hy vọng giải quyết tranh chấp nguyên tử với Iran sẽ có thể giúp ngăn chặn xung đột lớn ở Trung Đông. Do Thái đe dọa sẽ không kích các cơ sở nguyên tử của Iran nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Ở Paris trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông ta không tin tưởng là không thể kết thúc hiệp ước vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nói rằng sự khác biệt lớn vẫn còn, đặc biệt là trong phạm vi tương lai của việc Iran làm giàu uranium có thể dùng cho các nhà máy điện nguyên tử dân sự như mục tiêu Tehran tuyên bố, nhưng cũng có thể làm giàu thêm để chế bom nguyên tử. Các cường quốc phương Tây từ lâu đã nghi ngờ Tehran mưu toan chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng Tehran luôn luôn nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích khai thác năng lượng.